Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì luật sư Thu Đoàn sẽ tiếp tục một cái video có tên là thực tiễn của việc giám định chữ ký chữ viết. Với video lần trước thì tôi đã có một cái hướng dẫn là nếu như quý vị cần cái việc giám định và cho rằng cái chứng cứ mà phía bên đối lập của mình á cung cấp không đúng thì chúng ta có quyền yêu cầu tòa án bằng một cái đơn yêu cầu hay là đơn xin hay là đơn đề nghị đại khái như vậy. Và trong cái nội dung đó thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái cơ sở pháp lý cho rằng với cái chứng từ này thì nó sẽ với chứng từ giả này, với chứng từ không thật này, với chứng từ không có trung thực này, nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả, ảnh hưởng kết quả của vụ án. Vậy thì tôi yêu cầu tòa án bằng gửi cho cái cơ quan chuyên môn là cái cơ quan giám định để có những cái kết luận. Thì tôi cũng làm khoảng trên dưới 10 vụ trong cái việc mà giám định chữ ký, chữ viết và dấu vân tay. Thì có một số vụ việc giám định là đúng người, đúng về dấu vân tay. Tuy nhiên có một số vụ như trong trường hợp tôi đang cầm trên tay đây, đó là không xác định được cái người mang tên này và cái tờ gì đó là một người ký ra. Thì hôm nay tôi cầm trên tay cái tờ giám định, quý vị và các bạn. Hôm nay tôi cầm trên tay cái tờ giám định. Giám định này của, các bạn biết của ai không? Của Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông thường thì trong một số cái việc mà giám định chữ ký, chữ viết và dấu vân tay thì chúng ta sẽ yêu cầu tòa và tòa gửi xuống cái Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không biết các tỉnh phía Bắc là như thế nào. Tuy nhiên thì với một cái khát khao rằng là cái nhìn nhận cái góc độ pháp lý của cái hồ sơ. Thì để mà hướng dẫn trong cái video lần này thì tôi cho rằng là nếu quý vị và các bạn đưa ra một cái tờ giấy và các bạn yêu cầu giám định, các bạn ạ, các bạn yêu cầu giám định nó. Ví dụ đây là một cái giấy mà yêu cầu chúng ta yêu cầu tòa án sẽ giám định. Thì chúng ta bắt buộc phải có những cái chữ ký mẫu của cái người mà chúng ta yêu cầu giám định. Thì thông thường thì càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp thì người ta sẽ lấy cái đối tượng so sánh là từ 3 trở lên. Trong tay tôi cầm đó là cái kết luận giám định. Thì trong cái kết luận giám định thì cái đối tượng giám định là 1, mà cái chữ ký để mẫu, đối tượng mẫu so sánh là tới 13. Thông thường thì tôi vẫn cung cấp cho tòa án thường trung bình là 3 đến 4 cái mình gọi là cái sample, cái mẫu để cho các cơ quan tiến hành giám định. Đây là chứng từ gốc. Bên đây có 3 cái mẫu để giám định xem cái chữ ký, chữ viết, dấu vân tay. Thì tùy, nếu như trong trường hợp chúng ta chỉ yêu cầu cái chữ viết thì cơ quan giám định sẽ có cái chữ viết. Còn nếu như chúng ta yêu cầu thêm cái giám định dấu vân tay, những cái khác thì các tòa án sẽ có một cái văn bản gửi đến cái cơ quan để cho giám định. Thưa quý vị và các bạn, thì thông thường tòa án sử dụng những cái kết luận giám định làm kim chỉ nam trong một số trường hợp. Như trước đây tôi có một cái vụ việc ở Bình Dương đó, thì nguyên đơn cho bị đơn vay tiền. Tuy nhiên trong cái đơn, cái giấy vay đó nó có một chút là sửa. Thì bị đơn cho rằng là cái việc sửa này là không thể đem hồ sơ này gọi là một cái nguồn chứng cứ để khởi kiện vay tiền. Tuy nhiên thì cái kết luận của giám định cho rằng cái bị đơn và cái người mà vay tiền mà thừa nhận trong cái chữ ký đó là một người. Và thế là cái kết luận giám định đó là kim chỉ nam để tòa tuyên rằng cái bà bị đơn này buộc phải trả cho nguyên đơn số tiền. Trong cái cuộc sống thì chúng ta không thể
tránh khỏi những cái trường hợp có những cái chứng cứ phục vụ cho một cái nhu cầu về mưu cầu mục đích cá nhân. Tuy nhiên rằng là trong một cái góc độ sự công bằng thì chúng ta cho rằng chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ với những cái chứng cứ mà cho rằng nó giả mạo, nó sẽ ảnh hưởng đến cục diện. Và tôi cho rằng là về việc đạo đức nó đã không ổn. Thôi thì chúng ta sẽ không lên án những cái hành vi của một người nào đó với lý do làm giả chứng cứ. Chúng ta chỉ nói rằng nếu trong trường hợp cái người nhà, người thân và những người bạn quen biết của chúng ta gặp những trường hợp như thế thì chúng ta biết để mà tự bảo vệ mình. Và đây là những cái video hướng dẫn về việc nhận định thêm về thực tiễn giám định chữ ký chữ viết mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luận Ta gửi đến cho quý vị và các bạn. Rất mong được cái sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị và các bạn. Tôi thì tôi có khát khao lắm. Việt Nam mình thì có khoảng 90 triệu người. Tôi mong muốn rằng tôi sẽ song hành với một cái đại bộ phận của người dân không am hiểu pháp luật, một người dân cần đến những cái kiến thức pháp luật. Và dĩ nhiên sức người thì có hạn, tôi cũng không có cộng tác với bất cứ một cái công ty hoặc là cái nhóm anh chị em luật sư, cho nên cái lượng mà văn phòng có thể gửi đến cho quý vị và các bạn mỗi ngày một video liên quan đến lĩnh vực luật nói chung vào lúc 8 giờ tối. Nếu quý vị và các bạn yêu mến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì hãy đăng ký và để đón xem một cách miễn phí. Tôi xin trân trọng cảm ơn.